Xin chào thầy và các bạn, em là Phan Lê Tường Duy và sinh viên 17-14-2023. Thì sau đây em xin trình bày phần mô phỏng 32 led trên mô đun bộ kích thước phần rotor. Đầu tiên chúng ta phải lấy những con thiết bị linh kiện. Đầu tiên là con bit 18F450. Sau đó là thạch thanh ghi chốt 74573. Con này là thanh ghi dịch nè, 74HC595 đây, thanh ghi chốt 74HC573. Với một nhóm led đỏ điện trở nhiều cổng. Ok, đủ rồi. Thì sau đây em xin tiến hành vẽ mặt. Đây là con thanh ghi dịch 74HC, con thanh ghi dịch 74HC595. Thì lát mình sẽ liên kết khoảng liên kết với con bit 18F450 này. Cho là 20V. Cái này tôi sẽ bán cho ra con SSK, còn cái kia là SSDO để xuất hai tín hiệu song song.
nữa mình cũng có hai chân 15 với 14 là mang tên. Này sẽ là G32 leader nhé. Còn này sẽ là RCK32 leader. Okay.
Ta đi về những phần còn lại. SK đoạn SDO là RCK 32 SDO.
Ok. Vậy là xong. Giờ mình làm thử chương trình. Chân SHCB này á, mình sẽ quy định là chân SHCK. Rồi chân DS này á, mình sẽ quy định là chân SHDO. Chân số 12 là chân STCB này sẽ quy định là RCK 32 để đâu cho đẹp đó. Đây này, cho nó ngang bên kia. Rồi chân OE này sẽ quy định là G32 G32 leader. Số 12 nối số này. Nó xuống chừng RCK 32 đất đơn. Hay chừng một loại. Sau đây mình xin chị thử chương trình. Hồi nãy mình lấy led đỏ không sáng cho nên mình định lấy led green, led xanh. Để mình đang dạy chương trình sáng 32 led sáng dần từ phải sang trái 2 lần và từ trái sang phải 2 lần. Thì đây là cái code của nó. Sáng tắt 32 led thì mình chạy hai vòng lặp. Vòng đầu tiên là đếm số lần chạy cái trái sang phải hay phải sang trái, thì cho mình cho chạy z từ 0, z quấy hơn 2 thì z cứ cộng lên, và tới lần thứ hai thì nó sẽ quay về 0.
Còn trong vòng lặp for G thì mình cho một cái vòng for Y, nó chạy từ 0 cho tới 32, 0 cho tới bé hơn 32, và cứ mỗi lần điều kiện bé hơn 32 đúng thì Y cộng lên. Và đây là dịch trái, dịch từ phải sang trái. Còn đây là tắc, tắc 32 led từ phải sang trái. Còn cái dòng này là xuất dịch phải, đây dịch phải. Thì dịch trái sang phải á, thì khác với dịch phải sang trái ở chỗ là nếu mà mình dịch trái thì mình nếu mà một đơn vị thì cộng một thôi, còn nếu mà nó dịch trái thì nó phải là cộng 0.8000000. Đây là dịch trái. Đây, đây là cái chương trình trong dòng Volmen của mình, set y bằng 0. Thì đầu tiên mình cho sáng tắc 32 led 2 lần. Sau đó mình muốn chạy thêm cái chương trình là sáng tắc dần trái sang phải 32 led 2 lần. Xong rồi sáng tắt 32 led 5 lần. Ok. Để mình review. À, để xem coi. Lần thứ nhất là đây là dịch trái sang phải. Ok. Sau đó phải sang trái 2 lần. Ở đây mình có sự độ trễ với các con led cho nên chạy nó cứ giật giật, nhưng mà nếu trình độ thí nghiệm thì sẽ bình thường. Sáng tắt 5 lần, 1, 2, 3, 5. Ok, nó quay lại bình thường. Tiếp theo là sáng tắt từ ngoài vào 32 led 2 lần. Thì ở đây mình có cái chương trình con sáng tắt ngoài vào 32 led 2 lần thì cũng cho hai dòng for. Nhưng mà ở đây là mình chia nhóm ha, mỗi nhóm gồm 16 led thì mình cho thêm hai cái biến là ZB, ZT nữa. Biến ZB sẽ dịch từ phải sang trái, còn biến ZT sẽ dịch từ trái sang phải. Đây là tắc, tắc từ phải sang trái và tắc từ trái sang phải. Ok, đối với chương trình dịch trong và ngoài, và ngoài và trong nó cũng tương tự nhau. Xong rồi mình thử chạy thêm chương trình này thêm. Ok. Đó, sáng tắt ngoài vào, bên trong ra 2 lần. Này cái chạy bật hơn. Đó, 5 lần xong rồi ngoài vào, ở trong ra ngoài vào, ok. Thì sau đó thì mình có thêm những chương trình như là sáng tắt khoảng cách, nó cách khoảng với nhau. À, ví dụ như sáng led thứ nhất thì sau đó là led thứ ba sáng, led thứ hai không sáng, và cứ dài tới. Ok, mình cho chạy thử chương trình luôn. Đây, từ trái sang phải 2 lần, xong rồi từ phải sang trái 2 lần. Cái thứ tự mình để cái chương trình con trong Volmen sẽ là thứ tự nó chạy sáng tác 5 lần, từ trong ra rồi dịch khoảng cách đó ra ngoài vào, rồi sáng khoảng cách này là cách nhau 1 led nè, cách nhau 2 led nè, này là sáng đôi hay cứ 2 led 1 cặp sáng lên đó, đó là cái kiểu sáng thôi.
video của mình đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn.